Sáng nay con về làm một thao chà bông như nè. Ừ. Ruốc á. Bữa qua là cái gì đó là bà Liệu lại đưa anh đùm đó là biểu con thủy rồi với mấy cây cao. Bữa nay có màng con ấy cho. Đéo mới vác được mấy bó bầu mà đã thấy nóng vậy. Hay là cọng đưa mà cọng. Cái tủ chia nóng chứ. Bây giờ nóng á. Ừ. Hấp vào.